Chị ơi, em có tài chính nhỏ thì em có thể mua được một bé bundle thần chủng bên shop của chị không ạ? À? Có luôn nha em ơi. Đây, chị quay kỹ cho em các bé này nha. Chỉ với một cái tài chính nhỏ thôi thì em có thể sở hữu ngay một bé bundle thần chủng bên nhà chị mà lại còn được bảo hành bé thần chủng trọn đời luôn nha. Đây là các bé bundle bò sữa chân lùn Xin siêu chào tất cả cute, các còn anh đây chị là shop thú bé cưng miền Tây. Hôm nay bundle sale đỏ shop nâu sale nha em sập chị, sàn rất cho là các anh đẹp chị luôn. hai bé Các bundle bé hiện mỏm nè. ngắn nè, Các chân bé ngắn khác thì nè, đã có lùn chủ và mới chữ rồi thì size tiny nha. em cũng Cho mong nên quá là là các anh anh chị chị nào yêu thích thì mình nhanh tay, nhanh mời tay các liên em hệ xin một like và chia sẻ cho0972 em bé này để được mau về giao với nhà tận mới nơi. nha. Em Mà còn còn hai một bé cái ship cuối nha, cùng. cái đã Xin được nhanh tiêm xin ngừa nhanh và cho các sử anh dụng chị đầy nhanh đủ, tay và liên khi hệ nhận bé bên em thì các anh chị 0972 sẽ được nhận em kèm lúa bào vòng mềm đeo bao cổ nhớ và lưu thức anh ăn chị cho nhanh bé. tay Em xin liên cảm ơn chị hệ. rất nhiều.